Hello, xin mến chào tất cả anh em nhé. Hàng thì em vừa bóc hộp đây. Những bộ mic BS800. Chiếc mixer đây là cọc CMS 600 anh em nhé. Có gửi cho một bác khách, ok chưa? Với hai thiết bị này tổng là 10.600.000 đồng anh em nhé. 10.600.000. Mixer đây là cọc là 7.500.000, con CMS 600 anh em nhé. Còn mic BS800 hiện tại đang khuyến mãi đó là 500.000 đốc sạc. Thì bác không lấy thì sẽ giảm trừ trực tiếp anh em nhé. Ok chưa? Con tai lắp cọc này thì nó sẽ có lắp đây. Ok chưa? Có lắp nhá. Riêng cái dòng 600 này thì nó sẽ có lắp. Và em cũng test và cũng gửi cho bác khách này đây. Setup thì ở đây em có setup là 101 là Revert, 102 là Eco. Thì tương ứng với bên phía trên phía dưới, FX1 sẽ là Revert này, FX2 sẽ là Eco Delay ở dưới này. Tiếp theo là cái hướng dẫn bác cái cách ghép nối như thế nào. Bác cũng có sử dụng crossover cơ. Thì có sub 50 và có full. Thì ở đây em cũng hướng dẫn cho luôn. Đầu tiên từ left right trên mixer này thì cứ cắm thẳng xuống kênh 1-2 của đẩy để đánh ra full thôi ạ. Còn trên đường aux sen, đây này, đây là cái đường aux sen anh em nhá. Aux sen thì anh em có thể xuất từ line nhạc ra thì nó sẽ không lọt tiếng mic. Trên line mic thì anh em sẽ khóa aux sen này vào cho em này. Trên aux của line nhạc xuất ra thì khi đó tiếng mic nó sẽ không lọt xuống sub đâu anh em nhá. Ok chưa? Aux sen này thì cắm xuống crossover, đầu vào của crossover. Và từ đầu ra sub cổng lao của crossover thì cắm quay lại về đẩy để đánh sub thôi. Khi này thì nó sẽ là đánh riêng biệt anh em nhá. Đây, nó sẽ là riêng biệt. Đây sẽ đánh sub này. Anh em thấy chưa? Và đây sẽ là full này. Nó sẽ là hai đường riêng biệt và mic nó sẽ không lọt xuống sub nhá. Lưu ý cho em. Mic thì cứ cắm thẳng từ mic sang line của mixer thôi là được. Nhạc thì cắm vào CD này, có thể tăng giảm được cái gain âm lượng của nhà tín hiệu đầu vào. Quan trọng là hãy nhớ cho em cái cổng đầu ra là left right, cắm thẳng xuống đẩy đánh full. Aux sen cắm về crossover cơ và từ crossover cơ xuất xuống đẩy để đánh sub thôi là được. Còn sub thì sẽ đánh từ aux đây, to nhỏ của aux. Đấy là cái line nữa này. Trên line nhạc nhá, trên line nhạc này. Giảm này đi thì nó sẽ là không có tiếng sub, tăng lên thì nó sẽ là xuất ra anh em nhá. Và mixer đây là cọc ở đây. Đấy. Ok chưa? Nó rất đơn giản thôi. Đây. Line nhạc đây và line sub. Nó sẽ đánh đường riêng anh em nhá. Cái quan trọng là đánh đường riêng, khi đó tiếng mic nó không lọt trong sub. Anh em muốn lọt thì anh em sẽ tăng cái đường aux này lên thì nó sẽ lọt cái tiếng sub xuống mic, tùy anh em thôi. Ok chưa? Đấy. Rất hay luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy. Tiếng rất hay. Em dùng một con đẩy 4 kênh HD 4.10 để đánh thôi. Vừa full vừa sub anh em nhá. Đấy. HD 4.10 con này thì 9.500.000 cho anh em. Một con đẩy rất đẹp với công suất 1.000W ở chế độ 8-ohm. Rất khỏe. Đấy. Và tiếp theo thì sẽ thử tiếng mic ở đây. Em cũng lắp pin vào đây thử. Đây là cái mic BS800. Con này coil neo nhưng mà tiếng mic trầm của nó rất tốt anh em nhá. Tiếng trầm của nó rất tốt này. Tăng fader này. Xong. Em sẽ thử tiếng mic thô trước đi. Thử cái tiếng mic thô một chút trước cho anh em nghe. 6 7 1 2 5 6. Đây là cái tiếng mic thô anh em nhá. Nó chưa có effect. Và nhớ cho em này, FX1 là revert, tăng vật lên này. 6 1 2 5 6 7 8 9 6 7. Ok chưa? Và phần echo delay tăng lên cho anh em nghe này. 6 6 6 7 7 8 9 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa? Tăng cả echo cả revert lên cho anh em cùng nghe, tiếng nó sẽ rất là ngon. 1 2 5 6 7 8 9 6 7 8 9 6. Ok chưa? Ngoài ra thì về nhà anh em muốn cái echo, muốn cái revert này nhiều ít, anh em cũng có thể tinh chỉnh nhá. Đấy, FX1, FX2 thì FX1 nó sẽ là revert, em có ghi rõ đây, REV này, 1-2 echo thì anh em cứ thế anh em chỉnh thôi, đúng không ạ? Đây, vật này. 6 7 1 2 5 6 7 8 9. Đấy, lên echo này, nó rất là dễ thôi anh em nhá. Không có gì khó cả. 6 7 7. Sử dụng này thì nó rất là chuyên nghiệp anh em nhá, rất là chuyên nghiệp. Đấy, lên sub. Đấy. Nó sẽ là đi đường riêng nhá. Nó sẽ là đi đường riêng, sub nó vẫn lên. Đấy, anh em thấy chưa? Nhạc riêng. Đấy thì anh em muốn chỉnh tăng sub thì anh em phải chỉnh ở đây lên. Đấy. Còn anh em muốn tăng nhạc thì anh em tăng ở đây lên. Nó rất là dễ thôi. Đấy.
Thì với bộ mic BS 800 thì hiện tại đang được khuyến mãi giá rất tốt tới tất cả anh em, 3.600.000 đồng. Anh em không lấy pin sạc thì còn 3.1 triệu thôi anh em nhé. Giảm giá này là kịch khung tới tất cả anh em rồi. Đấy, một bộ mic mà Coronel và cái chất âm của nó rất là tốt anh em nhé. Đấy, đầy đủ cho anh em, phụ kiện hàng thì em đều bóc thùng bóc hộp hết thôi. Đấy, bóc thùng bóc hộp và test hàng để gửi cho bác khách này thôi. Đây là cọc CMS 600, giá là 7.500.000 anh em nhé. Hàng cao cấp anh em nhé, hàng cao cấp, và giá này thì chưa gồm phí ship đâu anh em nhé. Giá lấy tại cửa hàng rõ ràng công khai cho anh em. Mic BS 800 3.600.000 anh em nhé. Khuyến mại pin ốc sạc anh em lấy là 3.600.000, không lấy pin ốc sạc là 3.1 triệu, cực kỳ hợp lý cho anh em. Ok, cảm ơn bác khách cũng đã tin được, và đây là cái video mà sẽ gửi cho bác khách về cái cách ghép nối thôi, rất đơn giản thôi, nó không có gì khó khăn cả, vì nó chỉ có mixer, mic, cốt và đẩy công suất thôi, thì nó rất là dễ. Anh em có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ trực tiếp anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.